Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những tin chính sau. Chuẩn bị gửi tiết kiệm lãi suất trong Pi Bank. Các yếu tố có lợi cho mạng Pi để thay đổi cuộc chơi. Các chức năng và tính năng của QFS. Một sai lầm của Pioneer là họ không biết giá trị của những gì họ đang nắm giữ, đó là Pi Coin. Thưa quý vị, nhiều tin tức được chia sẻ cho thấy mạng Pi có thể đã đạt đến độ chín và met mở đang đến rất gần với chúng ta hệ sinh thái tuyệt vời mà mọi người sẽ đều mong chờ trong tương lai đó là pi bank trong hệ sinh thái của pi bank đã có tiếng việt sau này nó sẽ là ngân hàng xuyên biên giới mà cả thế giới phải dùng sau này các bạn dư giả thì chúng ta có thể gửi số pi của chúng ta vào đây để hưởng lãi suất là chúng ta có thể sống hạnh phúc còn người nào không có Pi hoặc công ty tổ chức nào cần Pi thì sẽ phải vay tại ngân hàng Pi trong tương lai. Xin chúc mừng những Pioneer có thật nhiều Pi. Chắc chắn sẽ có rất nhiều tỷ phú Pi từ 1.000 Pi trở lên và họ sẽ gửi Pi vào ngân hàng Pi để hưởng lãi suất trong tương lai. Sổ cái hợp nhất cho CBDC tài sản được mã hóa có thể tăng cường hệ thống tài chính toàn cầu BIS. Trường phòng nghiên cứu của nhóm ngân hàng trung ương Huynh Song Xin cho biết đây sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong cách chúng ta nghĩ về tiền và cách giao dịch diễn ra. Một loạt cơ sở hạ tầng thị trường mới dưới dạng sổ cái điện tử thống nhất có thể tăng cường hệ thống tài chính toàn cầu, theo một báo cáo hôm thứ Ba của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS. Đối với đồng CBDC là đồng riêng ở mỗi quốc gia, đại loại giống như một tốc cần có thuật toán riêng và để tốc cần đó có thể giao dịch giữa các quốc gia với nhau cần chạy trên blockchain riêng ví dụ như blockchain của ethereum solana tuy nhiên tốc độ giao dịch cũng như cộng đồng pháp lý của các blockchain trên chưa đủ điều kiện đồng thời khi cả thế giới giao thương với nhau thì cần một tốc độ chuyển nhận cực nhanh một hệ thống nốt cực lớn thì mới đáp ứng được cho nên cbdc ở mỗi quốc gia có thể giao thương với nhau họ cần chạy trên một blockchain đáp ứng đủ điều kiện về pháp lý cũng như về mặt kỹ thuật quan trọng là phải dễ sử dụng dễ phổ cập đến số đông người dùng trên toàn thế giới. Và chúng ta đã biết, Quốc là một ứng cử viên đầu tiên có thể đáp ứng được tất cả các điều kiện trên. Tổng thống Brazil Lula cần sử dụng đồng tiền mới để thanh toán thương mại quốc tế. Vào ngày 23 giờ địa phương, Tổng thống Brazil Lula đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về hợp ước tài chính toàn cầu mới ở Paris, Pháp rằng cần phải sử dụng một loại tiền tệ mới để thanh toán trong thương mại quốc tế. Tất cả những thông tin trên cho chúng ta thấy rằng nó là một điều kiện tốt cho dự án Pi phát triển và được chấp nhận trên toàn thế giới trong tương lai gần. Trong dự luật của Việt Nam cũng cho chúng ta thấy rằng tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian giao dịch điện tử có trách nhiệm yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn gốc xác minh danh tính của hai bên tham gia giao dịch, lưu hồ sơ về nguồn gốc xác minh danh tính của hai bên tham gia giao dịch. Một giao dịch điện tử an toàn khi đảm bảo tối thiểu các tiêu chí sau có cung cấp xác thực lẫn nhau xác thực khách hàng hoặc chủ thẻ và xác thực người bán, an toàn thanh toán và thông tin đơn giản bằng cách mã hóa tích hợp. Tất cả những điều kiện trên, Facebook hoàn toàn có thể đáp ứng được cho chúng ta trong tương lai. Các chức năng và tính năng của QFS không có loại tiền pháp định nào là hợp pháp trong QFS. Các ngân hàng không còn kiểm soát được nữa. Các ngân hàng bây giờ đã lỗi thời qfs chấm dứt tham nhũng cho vay lãng lãi và thao túng trong hệ thống ngân hàng và hệ thống ngân hàng trung ương qfs hoàn toàn độc lập với các hệ thống ngân hàng tập trung hiện có làm cho tất cả các hệ thống chuyển đổi khác trở nên lỗi thời qfs không phải là tiền điện tử sau Rivan đánh giá lại tất cả các loại tiền tệ có chủ quyền sẽ được hỗ trợ bởi tài sản việc kích hoạt qfs đặt dấu chấm hết cho hệ thống ngân hàng trung ương vốn duy trì cái mà một số người gọi là chế độ nô lệ lợ QFS vẫn tồn tại với trí tuệ nhân tạo có thể kiểm soát, tạo ra sự minh bạch và an toàn về tài chính. Đồng tiền có chủ quyền của một quốc gia sẽ có cùng giá trị với đồng tiền có chủ quyền của một quốc gia khác. Mỗi tài khoản QFS trên toàn thế giới sẽ là tài sản duy nhất của chủ tài khoản, không phải của ngân hàng hay chính phủ. QFS thay thế SWIFT bằng CIPS, hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới minh bạch mới. QFS chạy trên một máy tính quang tử mới dựa trên 24 vệ tinh GPS quay quanh quỹ đạo, được bảo vệ bởi lực lượng vũ trụ mới của Hoa Kỳ. Tất cả các khoản tiền đều có thể theo dõi GPS mãi mãi. Sai lầm lớn nhất của người tiên phong Thật kinh khủng khi nhận ra rằng một số người tiên phong vẫn không biết giá trị của những gì họ đang nắm giữ, đó là Picoin. Khiếu nại về việc bị lừa Picoin đã trở thành một trong những vấn đề lớn trong hệ sinh thái Pinnacle hiện nay nhiều người đang phàn nàn về việc bị lừa đảo mà quên mất rằng họ là người chịu trách nhiệm cho việc đó vì họ đã vi phạm các quy tắc của Vinh Quốc đánh giá số tiền Pi của bạn. Mọi người đều có quyền làm những gì họ muốn với số Pi khó kiếm được của họ. Nhưng những người tạo ra Pi luôn cảnh báo, khuyên và khuyến khích những người tiên phong coi trọng Pi của họ. Định giá tiền của bạn đơn giản có nghĩa là kiên nhẫn giữ tiền của bạn và xem tương lai sẽ mang lại điều gì. Với tất cả những lời cảnh báo và lời khuyên này, một số người tiên phong thích buông bỏ toàn bộ tương lai của họ để có được sự thoải mái tạm thời. Thật đáng tiếc cho hệ sinh thái khi phải hứng chịu một thói quen xấu như vậy từ những người tiên phong bán hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm bitcoin với giá dưới 100 đô la. Điều này có vẻ không công bằng với chính những người tiên phong. Họ cần loại tiền đó để làm gì khi họ có bitcoin? Hãy kiên nhẫn, có vẻ như nhiều người tiên phong không hiểu sự khác biệt giữa bitcoin và các đồng tiền địa phương khác mà họ đang khai thác. Sai lầm lớn nhất mà bạn sẽ mắc phải với tư cách là người tiên phong là so sánh tiền tệ Pi với các loại tiền điện tử khác. Đối xử với Pi giống như cách bạn đối xử với các loại tiền tệ khác. Nhiều người sẽ không hiểu giá trị của những gì họ có ngay cả khi họ cố gắng giữ nó cho đến khi thời điểm đến. Nhưng những người hiểu được những bí mật đằng sau Picoin, họ biết những gì họ đang nắm giữ. Đừng để những người từ chối khai thác Pi ngay từ đầu gọi Pi đến quốc là lừa đảo chỉ trích và cười nhạo những người tiên phong quay lại ngay bây giờ để thu thập tiền của bạn, khiến bạn phải hối hận và báo cáo với nhóm Pico một vấn đề của họ không có giải pháp cho. Nhưng đừng coi đó là bất công, đó là kết quả từ sự lười biếng của bạn. Vì vậy, hãy tự trách mình xem mạng Pi di chuyển. Pi không dành cho bệnh nhân nội trú. Bạn có thể theo dõi Pi càng lâu, bạn sẽ càng mỉm cười tốt hơn vì thời gian bạn dành cho nó và quyết tâm của bạn với hy vọng bạn có trong đó nếu bạn cũng mắc sai lầm là quên cụm từ mật khẩu ví pi của bạn thì số dư của bạn thuộc về mạng pi và hành trình của mạng pi sẽ di chuyển nếu bạn đang tìm kiếm một khoản tiền nhanh chóng thì pi network không dành cho bạn nếu bạn muốn hoàn thành nó qua đêm bạn không nên sử dụng pi network khi họ nói hãy coi trọng số pi của bạn thì hãy coi trọng số pi của bạn bạn vẫn có thời gian để khai thác dù ít đến đâu vì vậy hãy khai thác khi bạn có thể nếu bạn biết đến pi hãy cùng nhau lan tỏa giá trị cho mọi người Thứ gì đó tốt hãy mạnh dạn lan tỏa cho mọi người biết để cùng nhau có lợi. Nền kinh tế đổi mới phi tập trung nó khác xa với nền kinh tế độc quyền. Một nền kinh tế kim tự tháp sẽ bị sụp đổ vì con người ngày càng tinh khôn hơn, khó bị điều khiển và bắt nạt. Pi là niềm tin của nhân loại trong kỷ nguyên mới kỹ thuật số. Thưa quý vị, con số khủng nhất của mạng Pi Blockchain. Câu hỏi đặt ra là Pi có giá trị hay không mà có đến trên 224.000 lốt đang chạy mỗi ngày. Dù Pi chưa mê mở, chưa có mạng công khai nào lớn như mạng Pi. Điều này có làm cho bạn phải suy nghĩ hay không? Trong khi cộng đồng đông đảo nhất thế giới trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, lượng người dùng đã phản ánh được sự thành công của mạng Pi. Nền kinh tế Pi trong tương lai sẽ thu hút hàng tỷ người dùng với đa dạng hóa hệ sinh thái trong cuộc sống và xã hội. Với sự phát triển tột bậc trong công nghệ so với các loại tiền điện tử đi trước như Bitcoin hay Ethereum, Pi là đứa con tinh thần của Nicolas được chăm chút thai nghén 5 năm qua. Một điều chắc chắn rằng con voi đẻ sẽ to lớn hơn rất nhiều so với một con chó được sinh ra. Pi là điều ước muốn của nhân loại với tầm nhìn cho hàng tỷ người dùng hàng ngày những điều chúng ta chưa tưởng tượng được khi Pi công bố bằng mở và một kỷ nguyên mới bắt đầu với những điều mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới. Đào Pi hay không là sự lựa chọn của mỗi người. Tư duy của bạn sẽ tạo ra điều tốt đẹp hay không tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Năm nền tảng thương mại điện tử hàng đầu đang cách mạng hóa việc áp dụng tiền điện tử. Pi tiết lộ hệ sinh thái như vậy. Trong hệ sinh thái Network người dùng có thể khám phá nhiều nền tảng thương mại điện tử. Mỗi nền tảng được thiết kế để cách mạng hóa các ngành công nghiệp truyền thống và cung cấp trải nghiệm liền mạch cho các giao dịch sử dụng PiCoin. Có 5 nền tảng thương mại điện tử hàng đầu sẽ cho phép người dùng Pinningwork mua sản phẩm và thanh toán bằng PiCoin. Thứ nhất là trung tâm mua sắm p trên Mall chiếm vị trí trung tâm như một nền tảng thương mại điện tử nổi bật trong hệ sinh thái Pinningwork với một loạt các sản phẩm đa dạng bao gồm điện tử, thời trang và hàng gia dụng, Phi Chuyên Mô đảm bảo trải nghiệm mua sắm thuận tiện và an toàn cho người dùng. Giao diện thân tiện với người dùng và hệ thống thanh toán đáng tin cậy của nền tảng khiến nó trở thành điểm đến cho những người đam mê Pinwork muốn chi tiêu Picoin của họ. Thứ hai, trung tâm thương mại Pibater. butter Mall giới thiệu một khái niệm đột phá trong hệ sinh thái Pinwork bằng cách cho phép trao đổi sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp giữa các thành viên mạng. Nền tảng độc đáo này thúc đẩy ý thức cộng đồng và phân cấp cho phép người dùng giao dịch các mặt hàng bằng Picoin. Pibatomo tạo ra một thị trường tương tác nơi người dùng P-Network có thể kết nối, giao dịch và đóng góp vào một hệ sinh thái thịnh vượng. Thứ ba, Bitcada. Bitcada mang đến một loạt các sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử, tiện ích Thực phẩm và quần áo cho người dùng Pininwuk ở Philippines. Tập trung vào công nghệ tiên tiến và quan hệ đối tác với các nhà hàng hàng đầu, Micada đảm bảo nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng. Giao diện trực quan và hệ thống thanh toán an toàn của nó làm cho nó trở thành một nền tảng đáng tin cậy để người dùng Pininwuk thưởng thức các giao dịch mua yêu thích của họ bằng cách sử dụng Pi Coin. Thứ tư, cửa hàng PiSync Phai Sinh Shop phục vụ cho nhiều nhu cầu của người tiêu dùng trong hệ sinh thái Piriwork, cung cấp thời gian, sản phẩm làm đẹp, ô tô, đồ gia dụng và phụ kiện. Với cam kết về chất lượng và giá cả cạnh tranh, Phai Sinh Shop cố gắng mang đến trải nghiệm mua sắm đặc biệt, cho phép người dùng Piriwork thanh toán cho các giao dịch mua của họ bằng Picoin. Thứ năm Trung tâm Thương mại P81 P81 Mall Phân biệt chính nó bằng cách thúc đẩy tính bền vững và các sản phẩm thân thiện với môi trường trong hệ sinh thái Pinduoduo. Quản lý một lựa chọn các mặt hàng từ các thương hiệu có đạo đức và có ý thức về môi trường. mô khuyến khích các lựa chọn mua hàng có trách nhiệm bằng cách chấp nhận Picoin làm thanh toán vì mô phù hợp với các giá trị của người dùng Pinduoduo bằng cách chấp nhận Bitcoin làm thanh toán p -mô phù hợp với các giá trị của người dùng Pinewood góp phần vào một tương lai xanh hơn. Các nền tảng thương mại điện tử của hệ sinh thái Pinewood bao gồm Pichimo, Pibatomo, Picada, Pisingshop và p không chỉ cung cấp trải nghiệm mua sắm nền mạch và an toàn mà còn thúc đẩy sự phát triển và áp dụng Picoin. Khi hệ sinh thái Pinewood mở rộng, dự đoán xuất hiện của các nền tảng thương mại điện tử thú vị hơn, nâng cao hơn nữa trải nghiệm người dùng và thúc đẩy Picoin hướng tới sự chấp nhận rộng rãi trong ngành thương mại điện tử. Đánh giá hành trình vĩ đại của Pinewood hướng tới MNM và tác động của nó đối với thế giới tiền điện tử. Pinewood với những bước tiến gần đây hướng tới Open Mainnet đã thu hút được sự chú ý trong lĩnh vực tiền điện tử. Tin tức xung quanh việc áp dụng Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cộng thêm động lực cho sự thành công của mạng Pi. Chúng ta hãy xem một cách rõ ràng những phát triển mới nhất từ tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương CBDC đến những đổi mới như Internet vệ tinh, điện thoại Tesla Model P, Stellar, Mac V20 và hợp đồng thông minh Soroban. Hành trình hướng tới Mainnet mở, PNW hướng tới Open Mainnet với quyết tâm không ngừng nghỉ. Nổi lên như người đi đầu trong ngành, thông báo liên quan đến lịch trình này đánh dấu một cột mốc quan trọng Minh họa tầm nhìn của Pinduoduo trở thành nhân tố chủ chốt trong quá trình chuyển đổi thế giới tiền điện tử. Quá trình này không chỉ đơn thuần là một bước kỹ thuật mà còn là biểu tượng của sự chuyển hướng sang một kỷ nguyên mới trong phát triển blockchain. Tác động của việc áp dụng Bitcoin ETF. Việc áp dụng Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ đóng vai trò là chất xúc tác cho sự phát triển của Pinduoduo. Hai yếu tố này ảnh hưởng đến hệ sinh thái tiền điện tử tổng thể như thế nào? việc áp dụng ETF chỉ ra rằng tiền điện tử đang đạt được tính hợp pháp trong mắt các nhà quản lý và thị trường tài chính truyền thống, mở đường cho sự phát triển của mạng Pi. Những đổi mới cùng với sự phát triển của Pi Network, Pi Network không dừng lại ở sự phát triển của công nghệ blockchain, nó liên doanh vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các CBDC đang phát triển đến khái niệm internet vệ tinh. Cách Pinnigwork đóng vai trò mở đường cho những đổi mới rộng rãi hơn, sự can đảm, khám phá vượt ra ngoài danh giới thông thường, khiến Pinnigwork trở thành yếu tố quyết định cho tương lai của công nghệ blockchain. Sản phẩm mới và hợp tác Thành công của mạng Pi được thể hiện qua các sản phẩm mới như điện thoại Tesla Model Pi và Stellar Mac V20. Ngoài ra, việc cộng tác với hợp đồng thông minh Soroban sẽ bổ sung thêm một khía cạnh mới cho hệ sinh thái Pinnigwork. Những sự hợp tác này không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cho cộng đồng Pi mà còn tạo cơ hội cho sự phát triển của hệ sinh thái rộng lớn hơn. Truy tìm dấu chân của mạng Pi Chúng ta sẽ quan sát Pi đã để lại dấu ấn như thế nào trên các khía cạnh khác nhau của ngành công nghiệp tiền điện tử. Từ những thay đổi về quy tắc đến những đột phá về công nghệ, Pi Network nổi lên như người dẫn đầu dẫn dắt các xu hướng trên toàn ngành. Thành tiêu của nó đóng vai trò nguồn cảm hứng cho các dự án blockchain khác Chứng minh rằng tầm nhìn lớn có thể thực hiện hóa thông qua các bước cụ thể. Tương lai của mạng Pi, tương lai và tiềm năng của Pi với Open Mainnet sắp ra mắt và sự hỗ trợ từ việc áp dụng Bitcoin ETF, Pi có nền tảng vững chắc để phát triển liên tục. Làm thế nào dự án sẽ tận dụng động lực này để dẫn đầu những đổi mới hơn nữa và vạch ra con đường của nó trong thế giới tiền điện tử và một triển vọng hấp dẫn đáng mong đợi?